Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Làm việc cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Kính thưa quý vị và anh chị em, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tông du Indonesia, Papua New Guinea, Timor Leste và Singapore từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9. Đây là chuyến tông du thứ 45 của Đức Thánh Cha và là chuyến tông du dài nhất trong triều Giáo Hoàng của Ngài. Trong chương trình hôm nay, Lan Vy xin giới thiệu với quý vị và anh chị em đất nước và giáo hội công giáo tại Indonesia. Tổng quan, Indonesia tên gọi chính thức là Cộng hòa Indonesia. Tiếng Indonesia là Republic Indonesia, cũng thường được gọi là Nam Dương. Là một đảo quốc liền lục địa, nằm giữa Đông Nam Á và châu Đại Dương. Indonesia được mệnh danh là xứ sở vạn đảo vì lãnh thổ của nước này bao gồm 13.487 hòn đảo với dân số ước tính đạt hơn 279 triệu người theo thống kê năm 2022, xếp thứ tư thế giới và đứng thứ ba Á Châu. Indonesia là quốc gia có số dân theo Hồi giáo lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên khác với Malaysia và Brunei. Trong hiến pháp, Indonesia không đề cập tới tôn giáo này là quốc giáo. Do vậy, không thể coi Indonesia là một quốc gia Hồi giáo giống như các nước Tây Á, Trung Đông, Bắc Phi, Malaysia và Brunei. Indonesia theo thể chế Cộng hòa với một bộ máy lập pháp và tổng thống do dân bầu. Indonesia có biên giới trên đất liền với Papua New Guinea ở đảo New Guinea, Đông Timor ở đảo Timor và Malaysia ở đảo Borneo. Ngoài ra, vùng biển giáp các nước Singapore, Việt Nam, Philippines, Úc và lãnh thổ quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ. Thủ đô hiện tại là Jakarta và đây cũng đồng thời là tỉnh lớn nhất. Tuy nhiên, do sự quá tải dân số đang gây sức ép lớn lên hệ thống cơ sở hạ tầng, chính phủ Indonesia đã quyết định dời đô về đông Kalimantan trên đảo Borneo. Tên của thủ đô mới là Nusantara, có nghĩa là quần đảo trong tiếng Indonesia. Lịch sử cận đại. Lịch sử Indonesia là dải thời gian rất dài, bắt đầu từ thời cổ đại khoảng 1,7 triệu năm trước dựa trên phát hiện về Homo erectus Java. Các giai đoạn lịch sử của Indonesia có thể chia thành 5 kỷ. Thời đại tiền thực dân. Sự xuất hiện của các vương quốc theo đạo Hindu, đạo Phật, đạo Hồi tại đảo Java và Sumatra. Các quốc gia này phát triển dựa trên thương mại, buôn bán hàng hải. Thời đại thuộc địa. Chịu sự kiểm soát của người Âu Châu, đặc biệt là người Hòa Lan với sự kiểm soát của công ty Đông Ấn Hòa Lan. Họ đã chiếm vùng đất này để kiểm soát con đường gia vị, hương liệu. Khoảng 3,5 thế kỷ là thuộc địa, bắt đầu từ thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 20. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Nhật Bản chiếm Indonesia trong tay Hòa Lan vào năm 1942. Sau khi bị quả bom Nagasaki 9 tháng 8 năm 1945, họ định đem ông Sukarno là lãnh tụ các phe nhóm yêu nước của Indonesia đi an trí ở Sài Gòn để tránh cuộc tổng khởi nghĩa. Một nhóm thanh niên trẻ bắt cóc được ông Sukarno khỏi tay người Nhật. Ngày 17 tháng 8 năm 1945, hai ông Sukarno và Hatta tuyên bố Indonesia độc lập. Thời đại mới giành độc lập. Cột mốc là tuyên bố độc lập của người Indonesia năm 1945, đến sự sụp đổ của chính quyền Sukarno 1966. Thời đại trật tự mới. 32 năm dưới sự thống trị của Suharto, từ năm 1966 đến năm 1998. Thời đại cải tổ, bắt đầu từ sự sụp đổ của Suharto tới hiện tại. Chính trị. Indonesia là một nước cộng hòa theo tổng thống chế, với tư cách một quốc gia đơn nhất, quyền lực tập trung trong tay chính phủ trung ương. Sau cuộc từ chức của Tổng thống Suharto vào năm 1998, chính trị Indonesia và các cơ cấu chính phủ đã trải qua những cuộc cải cách lớn. 4 sửa đổi đã được tiến hành với Hiến pháp Indonesia năm 1945 sắp xếp lại các nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp. Tổng thống Indonesia là lãnh đạo quốc gia, Tổng tư lệnh quân đội Indonesia và là người chịu trách nhiệm quản lý nhà nước, lập chính sách cùng quan hệ đối ngoại. Tổng thống chỉ định một hội đồng bộ trưởng, các thành viên của hội đồng không buộc phải là các thành viên được bầu của nghị viện. Cuộc bầu cử tổng thống năm 2004 là cuộc bầu cử đầu tiên dân chúng được trực tiếp bầu ra tổng thống và phó tổng thống.
Tổng thống có thể phục vụ tối đa 2 nhiệm kỳ 5 năm liên tiếp. Tổng thống hiện nay là ông Joko Widodo. Cơ quan đại diện cao nhất ở cấp quốc gia là Hội nghị Hiệp thương Nhân dân MPR. Các chức năng chính của cơ quan này là hỗ trợ và sửa đổi hiến pháp, chứng nhận tổng thống nhậm chức, chính thức hóa các khuôn khổ của chính sách quốc gia. Cơ quan này có quyền buộc tội tổng thống. MPR gồm hai viện, Hội đồng đại diện Nhân dân DPR với 550 thành viên và Hội đồng đại diện khu vực DPD với 128 thành viên. DPR thông qua các luật và giám sát nhánh hành pháp. Các thành viên thuộc các đảng chính trị được bầu với nhiệm kỳ 5 năm theo đại diện tỷ lệ. Những cải cách từ năm 1998 đã làm tăng đáng kể vai trò của DPR trong việc điều hành quốc gia. DPD hiện là một cơ quan mới chịu trách nhiệm quản lý khu vực. Đa số các tranh chấp dân sự đều được đưa ra trước tòa nhà nước. Các vụ phúc thẩm được xử tại tòa cao cấp. Tòa án tối cao là tòa cao cấp nhất của nhà nước và đưa ra phán quyết cuối cùng về các vụ phúc thẩm sau khi đã xem xét lại vụ việc. Các tòa khác gồm tòa thương mại, xử các vụ phá sản và mất khả năng thanh toán. Một tòa án hành chính quốc gia xử các vụ về luật hành chính chống lại chính phủ. Một tòa án hiến pháp xử các vụ về tính hợp pháp của pháp luật, các cuộc bầu cử, giải tán các đảng chính trị và phạm vi quyền lực của các định chế nhà nước. Và một tòa án tôn giáo về để xử các vụ án tôn giáo riêng biệt. Giáo hội Công giáo tại Indonesia. Công giáo ở Indonesia bắt đầu khi người Bồ Đào Nha đến tìm kiếm quần đảo Gia Vị vào thế kỷ thứ 16. Hiện nay, tỉnh East Nusa Tenggara và Nam Papua ở Indonesia là những nơi duy nhất mà Công giáo là tôn giáo chiếm ưu thế trong dân số, với khoảng 55% và 50% dân số. Ngoài ra, còn có một số lượng lớn người Công giáo ở Bắc Sumatra, Tây Kalimantan, Nam Papua, Nam Sulawesi, Maluku và Trung Java, đặc biệt là ở và xung quanh Muntilan. Công giáo là một trong 6 tôn giáo được công nhận tại Indonesia. Các tôn giáo khác là Hồi giáo, Tin lành, Ấn Độ giáo, Phật giáo và Nho giáo. Theo số liệu chính thức, người Công giáo chiếm 3,12% dân số vào năm 2018. Do đó, số lượng người Công giáo là hơn 8,3 triệu người. Indonesia chủ yếu theo đạo Hồi, nhưng Công giáo là tôn giáo chiếm ưu thế ở một số khu vực nhất định của đất nước. Giáo hội được tổ chức thành một giáo phận quân đội, 10 tổng giáo phận và 28 giáo phận. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Indonesia hiện do Đức cha Antonius Subianto Bujaman từ giáo phận Bandung lãnh đạo. Có một số hội dòng Công giáo đang hoạt động trong nước bao gồm dòng tên Hội Truyền giáo Thánh Tâm và Hội Truyền giáo Ngôi lời Thiên Chúa. Theo Niên giám Tòa Thánh, dân số Công giáo Indonesia là 8.204.000 người, chiếm 3,12% trong tổng số 272.683.000 người, sinh hoạt trong 1.472 giáo xứ, 8.610 cứ điểm truyền giáo, 69 cứ điểm có linh mục thường trú, 8.541 cứ điểm không có linh mục thường trú, và 383 trung tâm khác. Giáo hội tại Indonesia có 47 giám mục, trong đó 34 vị coi sóc các giáo phận và tổng giáo phận, 13 giám mục hiệu tòa, 5.773 linh mục, bao gồm 2.413 linh mục triều và 3.360 linh mục dòng. Giáo hội tại đây cũng có 9 phó tế vĩnh viễn. Giáo hội tại Indonesia có 11.373 tu sĩ, gồm có 1.713 nam tu sĩ và 9.660 nữ tu, 23 thành viên các tu hội đời, 3.958 đại chúng sinh, 14.626 nhà truyền giáo và 27.576 giáo lý viên. Sứ thần Tòa Thánh hiện nay là Đức Tổng Giám mục Piero Piopo, người Ý, sinh ngày 29 tháng 9 năm 1960. Ngài giữ chức Sứ thần Tòa Thánh tại Indonesia kể từ năm 2010. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha thứ hai ngày 2 tháng 9 lúc 17 giờ 15. Đức Thánh Cha khởi hành bằng máy bay từ sân bay quốc tế Fiumicino của Roma để đến Jakarta. Lúc 11 giờ 30 sáng thứ ba 3 tây tháng 9, Ngài đến sân bay quốc tế Jakarta, Soekarno-Hatta.
Tại đây có nghi thức chào đón chính thức. Thứ tư, 4 tây tháng 9, lúc 9 giờ 30 sáng sẽ có lễ chào đón bên ngoài dinh tổng thống Istana Merdeka. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ xã giao với Tổng thống Joko Widodo tại dinh tổng thống Istana Merdeka. Lúc 10 giờ 35 sáng, Ngài sẽ có cuộc gặp gỡ với các cơ quan chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại hội trường dinh tổng thống Istana Nekara. Lúc 11 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ riêng với các tu sĩ dòng tên Indonesia tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Lúc 16 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với các giám mục, linh mục, phó tế, những người thánh hiến, chủng sinh và giáo lý viên tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ lên trời. Lúc 17 giờ 35, Ngài sẽ có cuộc gặp gỡ với các thanh niên Scholars Occurrentes tại trung tâm thanh thiếu niên Caja Bermuda. Thứ năm, ngày 5 tháng 9, lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ liên tôn tại đền thờ Hồi giáo Istiqo. Lúc 10 giờ 15, Ngài sẽ gặp gỡ tại trụ sở Hội đồng Giám mục Indonesia với các tổ chức bác ái công giáo. Lúc 17 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại sân vận động Gelora Bung Karno. Thứ sáu, ngày 6 tháng 9, lúc 9 giờ 15 sẽ có nghi thức từ giã tại phi trường quốc tế Soekarno Hatta và lúc 9 giờ 45, Đức Thánh Cha sẽ khởi hành đi phi trường quốc tế Jackson của Port Moresby. Huấn đức của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật. Chủ nhật mùng 1 tháng 9, giáo hội trên toàn thế giới cử hành Chủ nhật thứ 22 mùa quanh năm. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một ngày Chủ nhật vui vẻ. Hôm nay, trong tin mừng phụng vụ, Chúa Giê-xu nói về sự trong sạch và sự ô uế, một vấn đề rất được những người đương thời của người quan tâm, chủ yếu liên quan đến việc tuân giữ các nghi lễ và quy tắc ứng xử để tránh mọi tiếp xúc với những thứ hoặc những người bị coi là ô uế, và nếu điều này xảy ra, làm sao để có thể xóa bỏ vết nhơ. Sách Lê-vi chương 11 câu 15. Sự trong sạch và ô uế gần như là nỗi ám ảnh đối với một số tu sĩ thời đó. Một số kinh sư và người Pha-ri-siêu, những người tuân thủ nghiêm ngặt và ám ảnh các chuẩn mực như vậy, cáo buộc Chúa Giê-xu cho phép các môn đệ của người ăn bằng tay không rửa tay. Và Chúa Giê-xu lấy lời chỉ trích này của người Pha-ri-siêu để nói với các môn đệ của người về ý nghĩa của sự trong sạch. Chúa Giê-xu nói, sự thanh sạch không liên quan đến các nghi lễ bên ngoài, nhưng trước hết và trên hết liên quan đến các khuynh hướng bên trong, các khuynh hướng trong nội tâm. Do đó, để được thanh sạch, không có ích gì khi rửa tay nhiều lần nếu sau đó trong lòng người ta nuôi dưỡng những cảm xúc xấu như tham lam, đố kỵ hoặc kiêu ngạo, hoặc những ý định xấu như lừa dối, trộm cắp, phản bội và vu khống. Chúa Giê-xu lưu ý đến nhu cầu phải cảnh giác với chủ nghĩa nghi lễ. Điều này không làm cho người ta phát triển trong sự tốt lành. Ngược lại, chủ nghĩa nghi lễ này đôi khi có thể khiến người ta bỏ bê hoặc thậm chí biện minh trong chính mình và trong người khác những lựa chọn và thái độ trái ngược với đức ái, làm tổn thương tâm hồn và đóng chặt trái tim. Và điều này, thưa anh chị em, cũng quan trọng đối với chúng ta. Chẳng hạn, người ta không thể rời khỏi thánh lễ và trong khi vẫn ở trước nhà thờ, lại dừng lại và nói xấu một cách độc ác và tàn nhẫn về mọi thứ và mọi người. Những lời huyên thuyên đó làm hỏng trái tim, làm hỏng tâm hồn, và anh chị em không thể làm điều này. Nếu anh chị em đi lễ và sau đó làm những điều này ở lối vào, thì đó là một điều tồi tệ. Hoặc tỏ ra mình là người ngoan đạo trong lời cầu nguyện, nhưng sau đó lại đối xử lạnh lùng và xa cách với những người thân ở nhà, hoặc bỏ bê cha mẹ già của họ, những người đang cần sự giúp đỡ và bầu bạn. Đây là một cuộc sống hai mặt. Người ta không thể làm như vậy, và đây là những gì người Pha-ri-siêu đã làm. Sự trong sạch bên ngoài không có thái độ tốt, thái độ thương xót đối với người khác. Người ta không thể tỏ ra rất tử tế với mọi người, và thậm chí có thể làm một chút công việc tình nguyện
và một số cử chỉ bác ái, nhưng sau đó lại nuôi dưỡng lòng căm thù đối với người khác, khinh thường người nghèo và những người thấp kém nhất, hoặc cư xử không trung thực trong công việc của mình. Khi hành động theo cách này, mối quan hệ với Chúa bị thu hẹp lại thành những cử chỉ bên ngoài, và bên trong vẫn không thấm nhập vào hành động thanh tẩy của ân sủng của Ngài. Đắm chìm trong những suy nghĩ, thông điệp và hành vi không có tình yêu, chúng ta được tạo ra cho một điều gì đó khác. Chúng ta được tạo ra cho sự trong sạch của cuộc sống, cho sự dịu dàng, cho tình yêu. Vậy chúng ta hãy tự hỏi, tôi có sống đức tin của mình một cách nhất quán không? Nghĩa là, những gì tôi làm trong nhà thờ, tôi có cố gắng làm bên ngoài với cùng một tinh thần không? Bằng tình cảm, lời nói và hành động của mình, tôi có làm cho những gì tôi nói trong lời cầu nguyện trở nên hữu hình trong sự gần gũi và tôn trọng anh chị em của mình không? Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này. Và xin mẹ Maria, mẹ rất tinh tuyền, giúp chúng ta làm cho cuộc sống của chúng ta trong tình yêu chân thành và thực hành thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa. Angelus Dominus, Ave Maria. Et concepite de Spiritu Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie an Tua, an quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet Deis. Regent in pace. Amen. Sit nomen Domine benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit in caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói thêm như sau. Anh chị em thân mến, hôm qua tại Sastis, Slovakia, John Havli, một chủng sinh của dòng truyền giáo do Thánh Vincent de Paul sáng lập, đã được phong chân phước. Người thanh niên này đã bị giết vào năm 1965 trong thời kỳ đàn áp giáo hội của chế độ tại nơi khi đó là Tiệp Khắc. Mong rằng sự kiên trì của anh trong việc làm chứng cho đức tin vào Chúa Kitô sẽ khích lệ những người vẫn đang phải chịu những thử thách tương tự. Một tràng pháo tay cho vị chân phước mới. Tôi đã đau buồn khi biết rằng vào thứ Bảy ngày 24 tháng 8 tại thành phố Basaloko, Burkina Faso, hàng trăm người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một cuộc tấn công khủng bố. Khi lên án những cuộc tấn công tàn bạo này chống lại mạng sống con người, tôi bày tỏ sự gần gũi của mình với toàn thể đất nước và gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình các nạn nhân. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp đỡ những người dân yêu dấu của Burkina Faso giành lại hòa bình và an ninh.
Tôi cũng cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tai nạn xảy ra tại đền thánh Nossa Senhora de Conceição tại thành phố Recife ở Brazil. Xin Chúa Phục Sinh an ủi những người bị thương và người thân của các nạn nhân. Và tôi luôn gần gũi với người dân Ukraine đang đau khổ, bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Bên cạnh việc gây ra cái chết và thương tích, hơn 1 triệu người không có điện và nước. Chúng ta hãy nhớ rằng, tiếng nói của những người vô tội luôn được Chúa lắng nghe, đấng không thờ ơ với nỗi đau của họ. Tôi một lần nữa hướng suy nghĩ của mình với sự quan tâm đến cuộc xung đột ở Palestine và Israel, có nguy cơ lan sang các thành phố khác của Palestine. Tôi kêu gọi các cuộc đàm phán tiếp tục và ngừng bắn ngay lập tức, thả các con tin và cứu trợ cho người dân Gaza, nơi nhiều căn bệnh cũng đang lây lan, chẳng hạn như bệnh bại liệt. Cầu mong có hòa bình ở đất thánh, cầu mong có hòa bình ở Jerusalem, cầu mong thành phố thánh là nơi gặp gỡ, nơi những tín hữu Kitô, Do Thái giáo và Hồi giáo cảm thấy họ được tôn trọng và chào đón, và không ai đặt câu hỏi về tình trạng hiện tại ở các địa điểm thánh tương ứng. Hôm nay chúng ta kỷ niệm Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc tạo vật. Tôi hy vọng rằng mọi người, các tổ chức, hiệp hội, gia đình và mọi người có thể thực hiện một cam kết cụ thể đối với ngôi nhà chung của chúng ta. Tiếng kêu của trái đất bị thương đang ngày càng trở nên báo động và kêu gọi hành động quyết đoán và cấp bách. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu chuyến tông du tại một số quốc gia ở Á Châu và Đại Dương Châu. Xin hãy cầu nguyện cho kết quả của chuyến tông du này. Tôi chào tất cả mọi người, người Roma và khách hành hương. Đặc biệt, tôi chào những người trẻ tuổi ở Lucca, cùng với Đức Tổng Giám mục Paolo Giuletti và một số linh mục. Tôi chào những người trẻ tuổi tốt lành của Immacolata và những người trẻ tuổi của Campo Rosse di Mirano. Chúc mọi người một ngày Chủ nhật vui vẻ. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và xin chào tạm biệt. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quý và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.